Thành phố Hồ Chí Minh đang mang nỗi lo thiếu hụt lao động, rất nhiều chính sách được thành phố tính đến để thu hút lao động. Lý do bởi người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm ở quê nên chẳng ai muốn xa nhà, muốn theo gánh nặng chi phí. Chưa thực sự trở thành làn sóng, nhưng xu hướng người lao động quay về quê hương để sinh sống đang diễn ra. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, khoảng 60.000 người lao động rời Đồng Nai về các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ. Vì vậy, các cơ sở sản xuất ở đây khan hiếm nguồn lao động ở một số ngành như dệt may, da giày, sản xuất, chế biến gỗ. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy Sam Ho ở Củ Chi cần thêm 1.500 công nhân, nhưng mấy tháng nay chỉ mới tuyển được 300 người. Lý do đầu tiên là tất cả các tỉnh thành đều có các khu công nghiệp, có tỉnh nhiều, tỉnh ít, nhưng rõ ràng người lao động không buộc phải tìm đến Đông Nam Bộ để tìm kiếm việc làm nữa. Những năm gần đây, các tỉnh trước kia thuộc nhóm nghèo nhất thì nay cũng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư nên tạo ra nhiều việc làm. Sản phẩm nông nghiệp lại bước vào thời kỳ hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Nông thôn mới làm thay đổi cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu. Một nguyên nhân khác khiến dịch chuyển lao động là do trong thời điểm kinh tế thế giới suy thoái, các doanh nghiệp ít đơn hàng. Do vậy, các lao động ngoại tỉnh trở về quê làm việc để tiện lợi và hợp lý. Sau dịch Covid-19, người lao động nhận thấy cuộc sống rất bấp bênh do những rủi ro quá lớn nơi thành thị. Với mức lương công nhân hiện nay rất khó để có tích lũy, trong khi chi phí cho thuê nhà, ăn uống, đi lại, học hành, chữa bệnh chiếm gần hết thu nhập. Chỉ cần một lần gặp chuyện không hay có thể rơi vào bế tắc ngay. Do đó, họ có xu hướng tìm đến những công việc có thu nhập không cao nhưng là an toàn và ổn định lâu dài. Thiếu lao động là nguy nhưng cũng có thể biến nó thành cơ. Trong tình thế bắt buộc này, vùng Đông Nam Bộ nắm bắt cơ hội để chuyển đổi nhanh, cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng chuyển công nghiệp, dịch vụ thương mại sang chất lượng cao, giảm dần tuyển dụng lao động phổ thông tay nghề thấp, tạo ra một trung tâm đẳng cấp quốc tế, ngang tầm khu vực về kinh tế, tài chính và văn minh hiện đại. Ở một khía cạnh khác, các công ty muốn giữ chân người lao động thì phải tạo ra môi trường sống chất lượng hơn trước kia. Bởi giờ đây, các tỉnh thành đang tạo rất nhiều việc làm cho lao động hồi hương. Thông thường, các vùng nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long là nơi cung cấp nguyên liệu như lúa gạo, trái cây, thủy hải sản. Và lẽ ra các doanh nghiệp sẽ đầu tư về đây, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó sự yếu kém về hạ tầng khiến các doanh nghiệp chỉ đầu tư vào các khu vực đô thị. Từ đó tạo ra bất cập trong tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, buộc họ phải bỏ quê lên các thành phố lớn. Những năm gần đây, bằng nhiều nguồn lực khác nhau cùng sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện. Con đường thịnh vượng không còn là giấc mơ của hàng chục triệu người dân Tây Nam Bộ, mà đang dần trở thành hiện thực. Khi điểm nghẽn dần được tháo gỡ, các doanh nghiệp có xu hướng về tận các vùng quê, trải thảm đỏ, mời gọi lao động. Đối với người lao động, họ cũng nhận thấy quê hương miền Tây bắt đầu trở thành nơi đáng sống và trở lại gắn bó làm việc trên quê hương mình. Đại diện bộ phận tuyển dụng nhân sự của công ty Sulimex Food thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm nay, công ty xây dựng nhà máy mới ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An với nhu cầu tuyển dụng lao động khá lớn. Theo đó, công ty cần tuyển 300 lao động phổ thông và 50 lao động cho các vị trí chuyên môn. Theo vị đại diện này, các lao động có xu hướng không thích đi xa, muốn làm việc ở dưới quê, được gần nhà để đỡ tốn kém các chi phí như tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt, điện nước. Và gần đây, cũng có nhiều khu cụm công nghiệp mọc lên tại các vùng nông thôn đã thu hút một lượng lớn lao động đến làm việc tại chỗ. Đây là thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Vừa qua, V-Shift Group chính thức khởi động dự án V-Shift Cần Thơ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đây là khu công nghiệp Việt Nam Singapore thứ 13 trong cả nước và là dự án đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Sự phát triển của khu công nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận. Dự kiến khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 đến 30.000 lao động, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho nên xu hướng ở lại các tỉnh nhiều hơn vì vừa được ở gần nhà, giảm nhiều chi phí và dễ sống với phong tục tập quán của quê hương. Điều này có lợi cho công nhân, mà trên phương diện quốc gia đây chính là cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, thực hiện chiến lược ly nông bất ly hương. Các doanh nghiệp giờ đây cần ý thức được cái thời người trẻ tuổi đứng xếp hàng dài ngoài cổng nhà máy chờ phỏng vấn. Giờ chỉ còn cách thay đổi chính sách đãi ngộ và thái độ trọng thị đối với người lao động mới giữ chân họ lại với mình lâu dài. Những năm gần đây, tình trạng người dân dùng sụt điện đánh bắt thủy sản diễn ra phổ biến. Chỉ cần đầu tư vài trăm ngàn mua bình ắc quy, bộ kích điện, cần tự chế là có thể có ngay bộ dụng cụ đi hành nghề. Và điều này vừa tận diệt nguồn thủy sản và có trường hợp đã tử vong khi bắt cá bằng cách này. Ở Cà Mau, thay vì ra quân xử lý, chính quyền nơi đây có cách làm thuận lòng dân, giúp người dân ở đây tự giác hơn khi giao nộp công cụ nguy hiểm này. Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa thu hoạch xong vụ lúa hè thu, nông dân chuẩn bị đất để trồng tiếp vụ lúa đông xuân. Điều đáng mừng năm nay, trên địa bàn xã không còn thấy bóng dáng người dân với bộ dụng cụ kích điện đi theo sau máy gặt đập liên hợp để xuyệt cá. Nguồn lợi cá non cũng từ đó được sản sinh khá nhiều ở các kênh mương nội đồng. Có được kết quả này là từ việc Ủy ban Nhân dân xã Tân Lộc khuyến khích người dân giao nộp bằng cách hỗ trợ gạo, mì gói, dầu ăn hoặc nhu yếu phẩm khác để động viên tinh thần tự giác. Công an xã còn tăng cường tuần tra xử lý đối với những người dân cố tình vi phạm, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận tố giác tội phạm. Các tổ chức đoàn thể ra quân đến từng nhà, vận động người dân cam kết không đánh bắt thủy sản tận diệt. Thưa quý vị, theo quy định, tất cả học sinh trên 6 tuổi khi ngồi lên xe mô tô, xe máy lưu thông trên đường đều phải đội nón bảo hiểm, nếu không sẽ bị xử phạt. Tại tỉnh Hà Nam, nếu như trước đây tình trạng phớt lờ quy định, vô tư đưa đón con em đầu trần trùi trụi, thì nay mọi chuyện khác hơn. 13:30 chiều qua ngày 16 tháng 10, trước cổng trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tấp nập cảnh phụ huynh đưa con em tới trường. Quy định của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc đội nón bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi tham gia giao thông được học sinh và các phụ huynh nghiêm túc chấp hành. Các em học sinh từ trên xe máy bước xuống đường vui vẻ tháo nón bảo hiểm, trao lại cho cha mẹ rồi chạy vào trường để kịp giờ học. Còn tại trường tiểu học xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, theo quan sát, giờ đi học hoặc tan học, việc đội nón cho trẻ khi tham gia giao thông được đông đảo phụ huynh và các em học sinh đồng tình hưởng ứng, chấp hành bởi vừa bảo vệ an toàn cho trẻ, vừa giúp các em nâng cao ý thức tự giác, chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương có mặt tại các khu vực cổng trường học, nơi đông dân cư để tuyên truyền nhắc nhở trực tiếp người tham gia giao thông và đội nón bảo hiểm cho trẻ em. Thông điệp đội mũ cho con trọn tình cha mẹ, với ý nghĩa giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, cha mẹ đóng vai trò lớn nhất và tác động trực tiếp nhất đến sự phát triển của con trẻ. Chính vì thế, các bậc phụ huynh phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của các cơ quan chức năng về an toàn giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.